để mọi người thấy ra nếu mà ta cùng người ta không biết xài tiền không mọi người, ai cho nhiêu ta cũng mừng hết trơn á. Còn quý á, quý mà cho tiền dù như cho 100 mà còn cầm lên trên 100 là quý xin luôn. Quý không có khùng đó là quý khùng khôn. Vậy là quý cũng cám ông 488 thằng quý. Ông quý á, còn anh quý, ông quý tao quý khùng. Không có ai lo anh quý. Rồi quý còn cám một cái nó đi làm đi chị quý. Chúc quý sức khỏe, quý cứ đi làm mà. Thì quý đi làm. Bán dạo. Người phải đi làm. Ok, người phải đi làm. Không, nếu mà khi mình đã bán thì mình đừng có xin nữa. Mình đã nói mình bán là mình. Ủa, không xin, còn mình xin là mình đời hôm qua có xin không? Ok, nói vậy. Ok, bây giờ ông tin á, chị Năm coi giùm biết là chị Năm biết. Ông Quý sống ở chợ 20 mấy năm ăn đông rồi. Chị Năm á, mỗi lần mà thấy Quý cho anh Quý một tờ, Quý một tờ. Hôm qua chị Năm cũng nói rồi mà, Quý á không có nói xạo một câu là giúp là thật tình. Thì Quý cũng vui vẻ lắm. Hôm qua chị Năm cũng nói mà, mỗi lần mà ăn đông thấy Quý là anh Quý. Ủa, nước mắm em đổ hết rồi chị ăn được không? Còn không? Này. Ông Quý còn chụp cả thế giới. Giờ liền cho Quý khùng nha. Ông Quý á còn căn nhà. Ông Quý có nhà có cửa. Ông Quý chỉ bán nè. Ông Quý đang thử coi. Ông Quý nha, cho Quý kiếm chèn kho bằng nha. Tại vì á hai chị em cũng bệnh. Của tôi. Sao vậy? Dạ. Ok, cũng hợp cả nhóm luôn nha. Thì mình cũng lúng tức vui vẻ nha. Chị Ngọc coi clip vòng á, cũng hợp cả nhóm luôn. Rồi, trước khi quý giới thiệu Phi Đông, người yêu quý Phi Đông trước. À, thì bây giờ bắt đầu từ ngày mà hôm nay cho đến trở về sau. Bây giờ quá khứ chị Quý mình không quan tâm đi. Bây giờ bắt đầu từ đây với chị sao mà chị Quý mà bậy á. Nghe nè. Hiểu mà quý nghe mà. Bây giờ chị Quý nghe nè. Ở Tuấn Nguyễn. Thì á, ví dụ mà chị Quý mà bậy á, thì tôi từ nhóm sẽ cho Quý ra nhóm. Anh Tuấn Nguyễn ok không? Ok. Nếu như mà mấy anh chị nào mà thấy Quý đi qua kênh nào đó mà chị Quý mà kiểu giống như là có nói không gì đó. Không lo buôn bán mà cứ nói cái này nó khùng cái điên cái kia đồ mà có những cái câu nói mà dạng như là kiểu như là gây chia rẽ đó. Thì mấy anh chị mà có gửi qua được cho tụi em, cho em với Toàn á thì em với Toàn sẽ lấy cái đoạn clip đó lên live mà nói chuyện với chị Quý luôn. Nha chị Quý nha. Nó một phần đó chị chơi bên nào chị biết bên đó thôi, đừng có qua bên kênh khác chị nói bậy bạ chúng bên đây. Nói chung anh chị sẽ không vui. Đó, ý là em nói chị bữa có một clip bên kia chị nói bên kia nữa là người ta có nghe được hết đó chị, trên mạng ai cũng nghe được chứ không phải tụi em bịa chuyện là để nói chị đâu. Ý là trên mạng ta nghe được hết á, nên cái vụ chị không làm găng người ta không binh chị là đúng á. Có nhiều người tại vì chị qua bên clip khác chị nói này nói kia. Thì sẵn đây em cũng có đôi lời gửi, nói chung là nói gửi đến mấy anh chị Mạnh Thường Quân á, thì mấy anh chị ơi thôi mình cho quan hệ cho chị Quý một lần cơ hội cuối cùng với mấy anh chị. Bây giờ mà chị Quý nói chung mà bậy một cái thôi là tụi nhóm tụi em sẽ cho chị Quý ra lưu cung là ra khỏi nhóm nha. Mọi anh chị không, mấy anh chị quan hỷ một lần đi, mấy anh chị coi như là mình đánh kẻ chạy đi không bao giờ đánh người chạy lại, thì mình cũng quan hỷ mở rộng tấm lòng của mình mà cho chị Quý một cơ hội cuối cùng đi. Mà chị Quý mà kiểu như mà bậy thì tụi em sẽ cho ra khỏi nhóm luôn nha mọi người nha. Mấy anh chị nếu như mấy anh chị đồng ý với em thì mấy anh chị cho em xin số 1 nha. Mấy anh chị cảm ơn mấy anh chị rất là nhiều nha. Rồi cảm ơn các anh chị nha. Nói chung quá chị Quý chứ lắng nghe và mình làm thôi. Quý mình hành động cho mọi người xem. Bây giờ quá nói thẳng với Quý luôn là bây giờ là không cần nghe chị Quý nói cái gì hết. Hành động. Chỉ nhận hành động của chị Quý thôi. Không cần chị Quý nói. Bây giờ bắt đầu từ ngày hôm nay trở về sau là chị là khán giả và những anh chị Mạnh Thường Quân tất cả cộng đồng mạng luôn. Bây giờ là nhóm ở đây, mọi cái con người ở đây đều nhìn hành động của chị Quý mà để phán xét chị Quý. Cho nên là chị Quý có được vô nhóm chơi lâu dài hay không cũng là do bản thân chị Quý. Còn chị Quý buôn bán được hay không cũng là do chị Quý nha. Ở đây là tụi em cũng nói hết lời là tại vì á có rất là nhiều anh chị góp ý rất là nhiều chứ không phải là do tụi em. Chị Quý thông cảm nha. Xóa hết số điện thoại, xóa hết này kia, họ chạy xong quỷ này kia là xong. Đó thì dặn anh Tuấn Nguyễn ở đây thì cũng nói luôn phải ba bữa nay là không có anh ở đây cho nên là bữa nay không sao được thì đó bữa nay là có anh ở đây thì em cũng có chuyện cho anh làm mình cũng nói nhiều nói thiệt. Mình cũng đâu có thanh cao đâu, mình đã ăn tiền ra rồi thì nên đừng có nói, cũng phải giữ một chút gì thể diện cho ta chút xíu, đúng không? Đúng rồi đó hả em. Rồi cảm ơn mấy anh chị rất là nhiều không, nha. Không nói giải thích mình không nói nữa. Rồi Quý cơ hội cuối cùng nha mấy anh chị ơi. Đó cứ Quý mà giờ bây giờ không cần Quý nói gì, không cần nghe Quý nói gì nữa, giờ về hành động của chị Quý thôi. Chị Quý mà bậy. Đừng nghe Quý nói mà nghe đó. Quý làm. Quý làm. Là mình đò mà là mình cứ cho là tôi dám về cái cho chị Quý ra cùng nha. Không, Tuấn Nguyễn thì nó cũng nói là tại vì Tuấn Nguyễn cũng thương người. Với lại nếu mà trường hợp bà Quý mà có đi qua bên đó là người đầu tiên Tuấn Nguyễn sẽ nói đầu tiên chứ không cần ngay em nói.
là Tuấn Quý sẽ nói thôi giờ Quý không thích hợp nữa thì Quý ra đó, còn Quý ra buôn bán á, là không có gò bó thời gian Quý. Quý buôn bán á, thì Quý có mặt á, thì Quý bán, còn Quý không có mặt thì không bán được thì thôi, chứ không không có gò bó Quý thời gian giống như bên trên, bên mấy bên trên khác là bắt Quý phải ngồi. Còn Quý buôn bán được á, ấy đặc biệt cái chiếc trong nhóm á, là không được xin tiền, Quý hiểu không, không được xin tiền. Quý đi ra đã, Quý đã buôn bán rồi thì Quý không được xin tiền người ta. Còn nếu mà Quý không bán đó, thì Quý cứ đi ra ai quay được đó, thì Quý cứ cho người ta quay để xin tiền, đó là bình thường, Quý hiểu không? Còn đã Quý ra buôn bán rồi thì Quý ra, ra đây chủ yếu là Tuấn Nguyễn sẽ ra bán cho Quý. Quý cũng kiếm được 200-300 ngàn Quý xài đó. Còn ai cho tiền riêng Quý đó, thì Quý cứ nhận bình thường, không có không có ai. Nhưng mà đừng có nói tới nói luôn ngoài nó tiền lắm đó. Với lại phần nữa là xin lực cho bao nhiêu lấy bấy nhiêu, chứ không có được đòi hỏi thêm đó. Quý đâu có xin tiền không chứ mẹ. Ô, Quý bây giờ nói chị Quý nghe nè, bây giờ cái vấn đề đây nè, thí dụ như chị Suka cho chị Quý 100 ngàn, chị Quý biết 100 ngàn thôi, cảm ơn rồi, cảm ơn được rồi, đừng có nói là cho anh của chị Quý ở nhà hay không. Sao lo có ngàn đó anh, tại vì hôm qua chị Năm trả lời à mà. Bây giờ Quý à, sống mà chị Năm, chị Quý nghe em nói là bây giờ cái vấn đề của chị Năm em không cần có biết, bắt đầu từ ngày hôm nay ai cho chị Quý bao nhiêu chị Quý nhận bấy nhiêu thôi, không có đòi hỏi thêm. Chị Quý mà đòi hỏi thêm thì lưu cung. Dạ, nói chung là cái hàm răng của Quý là anh Long Nguyễn tài trợ phải không? Đúng rồi, anh Long Nguyễn tài trợ cho Quý rồi, Quý phải xin rút, tại anh Long Nguyễn cũng rất là thương nhớ bên đây, Quý hiểu không? Quý sống bây giờ chỉ còn anh Long Nguyễn thôi, chắc chắn anh Long Nguyễn cũng sẽ đang có like của Quý đó, Quý hiểu không? Đó bây giờ là người ta bên bển, người ta không làm răng cho Quý rồi, anh Long Nguyễn đã bỏ tiền ra làm răng cho Quý thì Quý nên phải trân trọng những điều đó, đừng có làm những cái việc mà nó ra phiền tối, mà nó phiền tối nha, hiểu không? Người ta cho tiền đó thì người ta chỉ biết Quý thôi, chứ ta đâu có biết anh Quý nữa. Chứ lấy hoàn cảnh ra, lấy hoàn cảnh ra. Dạ, dạ, ok, có chị nói nha. Bây giờ đó, Quý nói thiệt thôi. Từ Quý ra buôn bán nha, Quý có kẹo của anh Quý nha. Quý cũng ra bán hàng nha, người ta cũng coi điếc nha. Tại vì chị Năm á là quen Quý ở chợ An Long rồi. Ông Quý hồi đó làm ăn lùm hai mươi mấy năm rồi. Bây giờ nói cho Quý nghe nè, để cho bà nói đi em. Không, bây giờ nói chung là cái vấn đề bà nói nó cũng dài dòng mà cũng có nói tới nó luôn. Nói nghe nè, chẳng qua có em đây nè, có chị đây nè, chị thấy nè, Quý không có ở đâu. Mệt quá bà, tại bà Năm bà qua bà thấy mình ấy, nó kêu bà trả tiền cho bà Năm đi. Bà nói đỡ đỡ giùm em, không có cài đâu, em cũng kiếm gì quá. Đó, cũng cài. Bây giờ là không nghe chị Quý nói nữa. Tôi giờ tôi không có dạ, kinh okay. Người. Dạ, Quý dạ, cũng không có khinh người mà cũng không ấy. Thì tôi cho chứ tôi giờ chưa bao giờ mà biết tôi tính toán, tôi thiệt. Mà một người nào nó làm tôi ghét rồi là tôi thiệt á, là biết. Không phải một chuyện tôi ghét, nhiều chuyện tôi mới ghét, tôi nói thẳng câu. Thiệt, chứ cỡ bà cầm tôi cho cỡ nào đúng không? Bao nhiêu chuyện dồn rồi tôi mới ghét. Tôi nói vậy tôi không ghét ai đó, tôi thiệt. Tôi cho đi chứ chưa giờ đòi lại, tôi chưa biết nhận lại. Mà tại bao nhiêu chuyện dồn lại tôi mới nói thôi, chứ không phải một chuyện tôi mới nói. Con người tôi là như vậy. Vấn đề bây giờ là không cần nghe chị Quý nói nữa, chỉ nhận hành động của chị Quý thôi. Ở đây ngày qua bao nhiêu người kêu bà trả tiền, bây giờ là nhóm đang rất yếu cho chị Quý. Anh Lâm Nguyễn là người thương chị Quý nè, cho tiền chị Quý làm vốn buôn bán, cho chị Quý tiền làm răng. Thì là Lâm Nguyễn là muốn chị Quý là có cái buôn bán rồi nó kiếm được đồng ra đồng vô, chứ không phải là để cho chị Quý lợi dụng cái đó mà để đi xin tiền hay xin này kia đồ. Chị Quý hiểu không? Đừng phụ tấm lòng của anh Lâm Nguyễn. Chị Quý hiểu em nói cái gì không chị Quý? Hiểu rồi, chỉ già giờ mà không có hiểu. Đó cho nên là hôm nay là không bao giờ nghe chị Quý nói nữa, chỉ nhận hành động của chị Quý thôi. Dạ, ok nha. Hôm qua cũng nói câu này, ông Quý đã hiểu, bữa nay Quý đâu có nhắc tới gì đâu. Chị cũng làm văn, Quý còn không nhắc. Xin tiền Quý không rồi, nhắc. Rồi, ok. Rồi, rồi nói chung á. Quý chỉ chai dầu thôi, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Quý á, ok nha, Quý đã già đã mất tuổi rồi. Làm văn Quý không nhắc nè, đúng không? Dạ, đúng rồi. Quý chỉ ra vui vẻ. Ủng hộ Quý khùng dầu đi, 20 ngàn một chai đi, một lốc 240 đi, đúng không? Vui vẻ đi, vui vẻ vui vẻ nha, ông Quý rất là vui vẻ. Ông Quý có thời gian, Quý già này bán dầu. Thiệt, Quý bán không được, Quý đi, xin ông. Thì đúng không? Tôi đâu có nhiều chuyện không? Bà nhiều chuyện tại vì chú biết có ngày nào cũng nói Quý, một lần nào Quý là biết không? Quý không có nhắc tới làm văn nữa. Ông Quý chỉ ca bán dầu thôi. Ôi, một chai 20 về là một lúc đó. Ông thấy vụ ngủ ngăn nào không? Nghĩa là đặt đây đồ phải đi làm, phải đổ đi đi làm. Đó, thấy không? Tôi thì cái tôi không có giờ nói một chuyện mà tôi nói. Gom lại nhiều chuyện tôi mới nói thôi, tôi nói thiệt. Tại vì cái văn là một người biết à. Hồi nào không có nhắc tới đồ rồi đó chứ. Nó không có làm, không có đi, tôi là chối. Mà ngồi qua giấy đặt tới đồ đi làm liền. Đó. Phải gọi cho anh Lâm Nguyễn, Lâm Nguyễn nói chuyện làm, với bà. Gần, xong.
nói ở đây chưa có tiền chưa làm chừng nào anh cái anh gì đó tên gì đó gửi tiền về mới làm chứ chưa phải làm mà có giấy đang đặt đầu đi hoài đó yêu đúng hay sai em không giờ nói thêm nó bớt không phải là thấy bảo như vậy mình nói thêm nó bớt mình cũng nói được cái gì đâu mà tò lên rồi nói đầu nói khùng nó đi nó xạo nó lên rồi không à nói đầu đúng rồi lúc đó đầu dịch nói cái mà ghét bỏ phải chi mà bao nhiêu chuyện dồn lại rồi không có chuyện gì mà chứ phải nói gì đâu rồi chứ gì là phải đi đâu ghét bỏ nó cũng lãng hay má nó bảo đây chị mất phải chưa cùng đó chị cầm mấy trên nước em còn không biết ai quăng em rồi nước chạy quăng mấy cái gì chạy đâu em muốn luôn rồi cái năm bầu anh ai biết nè em trả tiền mà trả hả? Em muốn em trả có trả không hôm qua đâu uống đâu không bị phi xe ra xem trực tiếp luôn anh Cân ơi rồi vậy nha vấn đề có gì bị rồi thôi giờ chốt thôi cái chuyện rồi bây giờ bắt đầu lại câu chuyện của cô Yến Phạm nha nãy cô Yến Phạm là nói chung không 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 cô ơi con rất là cảm ơn cô nhưng mà Tú Miễn sẽ xây sở được tại vì cũng người ta cũng hẹn Tú Miễn là đây cái cuối tháng giải quyết tiền cho Tú Miễn Yên Hạnh tiền ở ngoài Phú Quốc nếu mà không được thì mình làm được thì mình làm hợp fan nhiều anh em còn không được thì mọi người cứ chung vui là bình thường thôi nói chung là được nhiều người lớn còn nhiều người đến còn không được thì anh em mình kiếm vô đây nói chung là cô nãy cậy anh nói đó là nếu bữa đó vụ không được anh sợ anh trốn nên nói chung tôi hy vọng cũng muốn anh có mặt để cho vui vẻ mọi người nói chung chủ yếu anh có mặt là được đó nói chung là anh có mặt là được cô thương con quá trời luôn cô nhắn tin cho con mà con nghe con sốt ruột luôn á ủa người ta nói ở hiện cặp đành mà sốt ruột luôn á con nói là hôm nay con ra con like mà cô yên tâm nha cô nói cô mừng quá cô nói dạ không có gì tại vì con đi cũng mấy ngày nay cũng nhớ mọi người lắm cũng đã không quen biết thôi quen biết cũng như anh em ở trong nhà cũng mình có cái gì thì có ngọt thì mình ăn ngọt có được có mặn thì mình ăn mặn chia sẻ nhau mình sống thôi rồi đó là cái đôi lời của góp ý của rồi nói chứ đi là góp ý của anh Tuấn Nguyễn nha với cho chị Quý và những cái lời chân tâm sự của anh Tuấn Nguyễn gửi đến cô Yến Phạm và chị Mẹ Tiền nha. Cảm ơn kênh Dùng Nước là nhiều nha. Rồi chị Kim Thoa lên đơn cho mỗi người 1 triệu nha là coi như để đếm đây bao nhiêu người nha. Rồi chế Dũng 3 4 5 6 7 người đó chị ơi. Đúng không 7 người không? 7 người. Cô làm đi anh làm anh đi. Sơn nó là 7 người. 7 người. Chế Dũng qua dì Quý là 1 2 3 4 5 6 7 7 người. Cảm ơn chị Kim Thoa nha chị ơi. Cảm ơn chị Kim Thoa rất là nhiều nha. Cảm ơn chị Kim Thoa nha. Đi đâu cũng được nha, còn nhiều chuyện. Trời ơi cái gì nữa cứ còn nhiều chuyện nữa chị Kim Thoa. Sorry chị nha. Nói chung mai em có đi 200 mẫu bánh mì của chị nha chị Kim Thoa. Cảm ơn chị nha. Mai em Lâm với Vivi có đi 201 bánh mì của chị. Dạ em cảm ơn chị Kim Thoa. Dạ em gia đình giàu sức khỏe nha. Rất cảm ơn chị luôn. Chúc chị thật nhiều sức khỏe nha chị. Có sức khỏe là có tiền nha chị. Có sức khỏe tiền hôm nay mình làm không được thì ngày mai mình có nha chị nha. Mọi người thương mọi người lên đơn ủng hộ nhớ và nhớ rất là vui nha mọi người. Cảm ơn một lần nữa, cảm ơn chị rất là nhiều chân thành luôn. Mưa gió mà chị vẫn ủng hộ tụi em. Đó, phát súng đầu tiên của chị phát luôn. Phát súng đầu tiên của chị là hy vọng hôm nay tụi em mở hàng tụi em bán được nha. Tại hôm nay like kênh mới của Toàn nữa nha mọi người. Thương subscribe nha, like nha mọi người. Có cho em chia sẻ với like nha. Mùa mai bán lắc nha, quý chúc nha, bắt tài bắt lộc nha. Đi gì, có lẽ hả chị? Gia đình nha, con cháu. Trời đất ơi. Sức khỏe nha. Toàn ơi, cô muốn nhóm mình phát cơm cùng với Văn Bội được không? Cô gửi 500 đô về của con làm cùng. Dạ cái đó cô liên hệ con để con của con biết của con liên hệ bên Phong Bụi cô được không? Để bên bệnh có chịu cho mình phát cùng không sợ mất công. Giống như của con liên hệ được thì con sẽ nhận tiền cô. Còn nếu không được thì không sao nha cô. Chứ mình phải nói rõ ràng chứ mất công nhận tiền về rồi mất công bên kia lỡ người ta có nhóm hết rồi mình vô người ta sẽ nhiều khi cái công đoạn người ta làm quen rồi mình vô người ta sẽ giống như chị Quý vô sùm quá. Người ta sẽ khó chịu nên để hỏi trước đi cô ơi. Nếu được á tụi con sẽ qua liên hệ Phong Bụi nha cô ơi. Trời con đếm từng ngày Sơn. Đếm từng ngày số ruột. Cô thích nhóm Phong Bụi nấu ăn cho người bệnh gần đó. Dạ được cô, nếu cô liên hệ được với bên Phong Bụi á
thì có gì kêu Phong Bụi liên lạc với con nha cô. Cái gì của con sẽ sắp xếp hai bên cùng hợp tác nhau để nấu ăn uống chung nha, la phát thực hiện chung nha cô. Phong Bụi dễ chịu lắm, tụi con tới phụ em Phong Bụi phát cho người bệnh. Dạ được cô, nhưng mà trước khi của con cũng phải hỏi trước một tiếng. Ừ, em hỏi đi rồi trả lời cho cô Yến Phạm ạ. À, cái này chị Mai Nguyễn, cô Mai Lê. Long An ít đờ web team dê. Mạng bị hôm qua rồi anh trai Tân. Mạng hôm qua giờ mấy đứa